Hello tất cả anh em Thái lại có mặt rồi. Chúc anh em một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn tràn ngập tiếng cười trong cuộc sống nha. Thái hôm nay là Thái làm một cái video theo lời yêu cầu của tất cả các bạn comment ở phía dưới những cái video trước của Thái. Anh Thái ơi, anh làm một cái video đi săn lùng và kiếm những con bo bo vớt và về cho cá cảnh ăn cho mọi người xem đi. Thì hôm nay Thái đã có mặt tại tiệm chim cá Beta của anh Khả Trí, cùng với sự xuất hiện của đó chính là anh Tăng Beta gò dấp. Anh em, anh Tăng khá quen thuộc với đối với Thái rồi đúng không? Với tất cả mọi người luôn. Thì hôm nay mấy anh em có chuẩn bị nhờ sự hỗ trợ của anh Trí. Thì cái vợt mình đâu anh? Có cái vợt đúng không? Cái vợt anh Trí anh Mai đây. Anh Trí là anh rất là khéo tay nha anh em. Anh thiết kế một cây vợt này. Đưa cái cán này. Đó, đây là cây vợt của anh Trí này. Cái lưới này thì chúng ta dùng cái lưới nhỏ á, để bo bo nó không có lọt ra. Đây nó có một cái cây rồi á, dặn vô nè anh em. Rồi xong rồi, anh em thấy cái cây này nè, anh em thấy như vậy chứ nó là một cái cây thước bản tôn ngộ không á anh em. Hồ biến đi anh. Đó, hồ biến nè, anh Trí hồ biến nè. Đó, anh em thấy chưa? Dài cả 2 mét mấy, 3 mét luôn anh em thấy chưa? 3 mét. Đó, 3 mét. Anh em thấy cái cây này nó khá là chắc chắn luôn. Đó, nên khi chúng ta vớt á, khi tôi đùa xuống dưới như vậy nè, nó sẽ không có bị gọi là bị cong, bị gãy. Đó. Đây là cái vợt này là cái vợt vớt bo bo tôn ngộ không do anh Trí anh tự thiết kế luôn nha anh em. Đó là thú vị đúng không? Rồi thì bây giờ là không để tất cả các bạn chờ lâu nữa, theo chân của Thái và tất cả mọi người ở đây. Nha anh em, như vậy là bây giờ là Thái đã chuẩn bị xong vợt này, thùng này, tất cả mọi thứ rồi. Theo chân của Thái và anh Beta Tăng Võ đi đến địa điểm có bo bo để Thái sẽ quay cho mọi người xem trưa nắng như thế này thì bo bo có hay là không nha mọi người. Ok, Thái và anh Tăng Võ vừa đến một cái địa điểm ở bên quận 12. Thì nghe anh Khả Trí anh chỉ là cái khu vực này có khá là nhiều bo bo, mà bây giờ không biết là không thấy nha, tại mình đi buổi trưa anh. Bây giờ anh nói dài cái vợt ra anh quật thử thì có không anh Tăng? Giờ kéo dài đứng trên đây thôi chứ nó tuột à. Nó mép mép á, mình thử mình quật mép mép coi có không. Ồ, cái nó ra xa quá. Không, thử một cái thôi có không? Anh thấy anh vớt dính cả liềm kìm rồi đó. Thấy không? Phải dính cả liềm kìm không? Kìm luôn. Đâu, có cái liềm kìm trong không? Để mở lên coi. Rồi, con cá đâu? Con cá liềm kìm đâu? Lên đó. Không phải. Không có, không có. Cái chợ này không có nha anh em. Đâu? Làm gì có cá chép dưới này? Ôi, sao có con cá chép vậy? Để em vớt cá chép. Anh kéo ra anh vớt cá chép lên anh. Anh em thấy con cá chép không? Nó vớt được mà. Kìa con cá chép kìa anh em. Ồ đây chắc có này. Nhưng mà chắc nó lặn rồi. Trời ơi, đi vớt bo bo hay là đi vớt cá chép? Thì sẵn vớt lên coi có được con bo bo này không. Wow, wow. Dính chờ. Con cá chép này nó cũng đuối rồi, mấy con chép này chắc hôm qua người ta phóng sanh á ha. Ừ, cá chép vớt bo bo hay vớt cá chép? Trời ơi, gọi lên coi có bo bo không anh. Ô, được con bo bo quá bự luôn này. Trời ơi, trời ơi, con cá chép này anh em, có bo bo không anh? Là cái không thấy mình lom vớt á. Cá chép nè anh em hả? Cho nó xuống lại đi. Cho nó xuống lại đi. Sao em không thấy bo bo ta? Như vậy là Thái với anh Tăng sau khoảng 15 phút thì vớt được chỉ có một con cá chép thôi. Gặp được cái chú hàng xóm này thì chú chỉ là qua bên cái chỗ cái kênh bên kia hả chú ha? Là mấy anh em hay vớt ở đó đúng không chú? Đúng rồi, con hay hùng hay vớt tới sáng đi vớt rồi đi về đi mặt. Dạ dạ. Vậy à, con cảm ơn chú nhiều. À dạ 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 dạ. Rồi con cảm ơn chú nha, con đi chú nha. Cảm ơn chú nhiều nha. Một cái miệng cống tiếp theo nha mọi người. Đây à, anh đang quật nè. Tại vì nắng quá thì cũng không biết là có hay không. Để khi anh quật lên này Thái sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đi về luôn á, đi từ đây tới đầu kia chắc chắn là cũng có anh. Đi 1000 mét. Trời ơi, đó anh em xem này. Wow.
Rồi. Xem thành quả. Đâu có không? Ồ, anh thấy có nguyên cục là nặng nặng lắm á. Nguyên cục thôi. Wow, có rồi nè. Trời ơi. Thấy thôi nhiều vậy. Nè anh em. Tôi sao cũng xinh mà. Không, cũng cũng có bo bo. Thì nó cũng có đây nè, bo bo nè. À đúng rồi, đây bo bo nè. Đúng rồi. Ừ, ở dưới đây nữa nè, dính đây không? Đúng rồi. Dính ở trong này nè. Nói chung là cái này về mình phải chịu khó mình rửa lại. Tại do là vớt buổi trưa mà mấy anh em mình vớt đường về là khá là hay rồi anh em. Tại đâu có thấy đâu, nó lặn xuống hết trơn rồi. Không, chỗ này nắng, mình kiếm cái chỗ mà mấy cái gốc cây này chắc em nghĩ nó có. Xình không à. Em về giờ em nhìn thử coi. Xình không à. Có không? Tan tan tan. Nè. Wow. Xình không à ta? Phải xình không? Cũng xình, cũng có bo bo nha. Bo bo. À đây nè anh em, bo bo nhiều luôn á. Không nhiều nè. Có bo bo nó vươn lên đó. Đây nè, thấy không? Đó là quay lại thử gọi nè. Rồi, dễ đó nha anh em. Vậy là chúng ta có thể vớt về cho cá cảnh và cho cá bé ta con của chúng ta ăn, đúng không mọi người? Thì anh em nào ở khu vực, những cái khu vực như thế này nè, có cống thì anh em cứ ra thử nghiệm thử nha. Anh Tân bắt đầu anh thử nghiệm cái nữa nè. Giờ này nắng quá, lặn hết rồi. Lặn hết rồi, nắng quá nè, 12 giờ trưa. Với một phần nước lớn á anh. Nó chạy á, nước nó chạy á là bo bo. Khó tính, đừng nói hai ngày nó bị khùng, 12 chưa đi ra. Đó nè, là quan trọng là làm cho anh em xem. Ờ, trải nghiệm cho anh em coi nè. Nói chung là khá là nhiều, có miếng cây nè. Đây 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 nè. Đó, thấy không? Vậy là ok đó. Đây đó. Thôi bây giờ mình mai rồi, cái gì mình biết chỗ rồi, cái gì mai mình vớt về cho cá mình ăn, mình đi vào giấc 5 giờ sáng á anh Tân. Đi vậy luôn á hả? Đi hết cái bờ luôn. Đi vô bờ. Ờ, nó xét xét vô trong xíu anh, nó hay bếp cái. Dạ. Ê cái cục gì? Anh vô cái cục gì rồi? Mở ra cái cục đó đi. Cục cất. Vô cục cất luôn. Trời ơi, vớt bò bò chứ đâu phải vớt cái đó. Trời ơi, rồi. Đi luôn hả? Rồi. Trời ơi. Có không? Ồ có à, phải không? Không, xình. Xình không hả? Có mà. Thì cũng có, ít. Ít. Đó, đồng nè, thấy không? À. Ít giờ này chắc lặn hết rồi. Lặn hết rồi. Đâu ai đi vớt giờ này đâu. Muốn trải nghiệm thử vớt giờ này mà nó. Vậy là Thái đã trải nghiệm thử đi vớt rồi, có điều là đi không đúng thời điểm thôi nha anh em, nhưng mà vẫn có bo bo cho tất cả các bạn xem nhé. Đây là thuộc là cái khu vực của 12 cống cầu Ba Ấm đó, thì anh em ở gần khu vực này thì có thể ra đây để vớt cho những con cá cảnh hoặc cá beta của mình. Thì cuộc hành trình của Thái còn là khá là dài luôn, sau khi mà vớt những con bo bo này xong cho tất cả các bạn xem rồi đó. Vậy bây giờ thì Thái sẽ lựa một ít cá để đem qua chú Ba, nhờ chú Ba ép giùm cho Thái nha. Hôm trước thì Thái đã đem qua chú Ba khoảng mười mấy con cá trống rất là đẹp, cá trống giống á mọi người. Bây giờ là Thái lựa thêm một ít cá mái nữa, tại vì những con cá mái của Thái lựa bên kia thì nó còn nhỏ quá, nó chưa có trứng á. Thái muốn là chú Ba ép luôn, thì bây giờ là Thái sẽ qua bên trại cá của Beta Tân Võ để Thái kiếm những con cá mái nha mọi người. Ok. Video vớt bo bo trải nghiệm lúc 12 giờ trưa của Thái và anh Tân đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng là tất cả các bạn đón theo dõi phần 2 của Thái đột nhập vào nhà Beta Tân Võ cũng như vào nhà chú Ba Lục Bình. Còn bây giờ Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.